Sơn cổ thời đại, xế thần tại ẩn lộ chi thời. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Ở cuối tập trước, vào thời khắc Vân Triệt gặp nguy hiểm, Mạt Lị từ trong Thiên Độc Châu đã chui ra cứu hắn một mạng. Sau khi giao ra ba điều kiện và nhận Vân Triệt làm đệ tử, Mạt Lị như lời hứa cũng để giúp hắn thay đổi huyền mạch trong cơ thể. Ở trong kinh ngạc của Vân Triệt, Mạt Lị chậm rãi nâng tay phải lên, ngay sau đó, một giọt máu liền xuất hiện ở ngón trỏ, đồng thời thanh âm trong trẻo của nàng cũng vang lên. 300 năm trước, thời đại thượng cổ có một chân thần được gọi là Tà Thần, hẳn là người cuối cùng của thời đại chư thần ngã xuống. Cái ngã xuống của hắn cũng ý nghĩa với thời đại chư thần chân chính kết thúc. Mà lúc Tà Thần ngã xuống, để lại một giọt máu ẩn chứa nguyên lực Tà Thần bất diệt của hắn. Tương truyền, nếu như có thể có được giọt máu bất diệt này đưa vào thân thể, bên trong huyền mạch sẽ diễn sinh ra lực lượng Tà Thần. Vì vậy, rất nhiều người bắt đầu điên cuồng tìm kiếm nó. Rốt cuộc, máu Tà Thần bất diệt trong truyền thuyết lại rơi vào tay bổn công chúa ta. Vân Triệt nghi ngờ hỏi, vậy cô bị trúng độc là trong lúc tranh đoạt thứ này sao? Mạt Lị không trả lời câu hỏi của hắn mà hỏi tiếp. Sau khi có được giọt máu của Tà Thần này, ta mới phát hiện trong nó sở hữu lực lượng chất chứa vốn không giống với tưởng tượng. Hoàn toàn không có lực lượng hủy thiên diệt địa gì. Nếu đưa nó vào trong cơ thể, nó chỉ có thể mạnh mẽ sửa đổi thuộc tính và kết cấu của huyền mạch hơn nữa, sẽ xóa sạch tất cả lực lượng của huyền mạch vốn có. Ta quả quyết không có khả năng xóa đi tất cả lực lượng hiện để sử dụng giọt máu của Tà Thần này, nhưng dùng ở trên người ngươi lại dường như thích hợp hơn hết. Khi nói chuyện, trong mắt Mạt Lị bỗng nhiên chợt lóe, cổ tay trắng nõn như tuyết trầm xuống, đầu ngón tay kéo theo giọt máu của Tà Thần đang lơ lửng đâm vào trước ngực Vân Triệt. Khi dòng máu màu đỏ sậm kia dung nhập vào máu tươi của Vân Triệt tràn ra, giống như nhận lấy hấp dẫn gì đó vĩ đại, nháy mắt nhập vào trong cơ thể của hắn. Khoảnh khắc này, toàn thân hắn đều hiện đầy ma vân, giống như đường vân sắc máu. Vân Triệt cảm giác giống như bị vạn lưỡi dao đâm vào, khiến mình đau đớn vô cùng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, quá trình này cũng kết thúc. Tuy nhiên, Vân Triệt không muốn dừng lại ở đó, hắn đồng thời cưỡng ép mở ra năm tư huyền quan. Một khắc này, Mạt Lị trong chấn kinh phát hiện, nàng hoàn toàn xem thường người này. Lúc trước, nàng luôn luôn không hiểu tại sao Thiên Độc Châu thân là huyền thiên chí bảo, thế mà lại bám vào trên người một nhân loại lại cực kỳ yếu đuối như vậy. Nhưng bây giờ nàng đã hiểu. Khi quá trình đau đớn này kết thúc, Vân Triệt hét lên một tiếng thật lớn, lực lượng Tà Thần trong nháy mắt lan tỏa ra, khiến cả một vùng chấn động. Hắn cuối cùng có thể không còn là một phế nhân vĩnh viễn không có khả năng thoát khỏi cảnh giới sâu huyền cấp 1. Tuy rằng mục tiêu vẫn như trước thật xa xôi, nhưng lời thề trong vòng 3 năm khiến toàn thể tiêu môn quỳ xuống đã tuyệt đối không còn khó như lên trời. Thế nhưng lúc này, Vân Triệt bỗng cảm giác trong cơ thể có gì đó rất khác lạ, xếp thành đúng hình dạng của thất tinh bắt đầu. Thế vậy, Mạt Lị liền giải thích, đó là thất trọng cảnh giới của Tà Thần Quyết. Mỗi lần ngươi mở ra một cảnh quan, Tà Thần Quyết liền sẽ tùy thời mà tăng lên một cảnh giới. Đồng thời, mỗi một cảnh giới Tà Thần Quyết đều tương ứng với một huyền kỹ cường đại của Tà Thần. Năng lực của Tà Thần Quyết là thuộc tính cuồng bạo, cảnh giới thứ nhất, Tà Phách, cảnh giới thứ hai, Phần Tâm, cảnh giới thứ ba, Vang Thiên, cảnh giới thứ tư, Luyện Ngục, cảnh giới thứ năm, Diêm Hoàng. Mạt Lị nói đến chỗ liền tạm dừng lại, Vân Triệt lập tức vội vàng gấp gáp hỏi, vậy cảnh giới thứ sáu và thứ bảy thì sao? Cái này bản công chúa cũng không biết, ký ức trong ấn ký bất diệt chi huyết cũng chỉ ghi lại đến cảnh giới thứ năm. Có lẽ lúc Tà Thần lưu lại bất diệt chi huyết, tin rằng với thân thể và lực lượng của con người có thể mở ra cảnh giới thứ năm của Tà Thần Quyết đã là ranh giới cực hạn. Bởi vì mở ra một cảnh giới của Tà Thần Quyết liền sẽ tăng một bậc. Theo đó, thân thể của ngươi nhận được áp lực bạo tăng. Nếu ngươi mạnh mẽ tăng Tà Thần Quyết lên tới cảnh giới ngươi không thể thừa nhận, thân thể nhẹ thì bị thương nặng, nguyên khí đại thương, nặng thì huyền mạch nổ tung mà mất mạng. Lúc Vân Triệt đang tràn đầy quyết tâm, một tiếng kêu không thích hợp truyền đến từ trong bụng hắn, thoáng chốc chút bỏ hết khí thế vừa lên của hắn không còn một chút. Suốt cả một đêm và một buổi sáng chưa ăn được một miếng nào, bụng đã sớm kêu vang vì đói. Bởi vậy, hắn lập tức tiến vào trong rừng săn bắt một vài con yêu thú xấu số cho bữa tối. Tuy nhiên, khi tiến vào Xích Long Sơn Mạch, trái tim hắn bỗng nhiên nhảy loạn lên, dường như có thứ gì đó đang kêu gọi hắn. Vân Triệt mơ hồ cảm nhận được phía trước có một con xích long hỏa hệ, bởi vậy hắn không do dự tiến về nơi có biển cấm chế kia. Đến đây thì cũng hết tập 6 Nghịch Thiên Tà Thần. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.